Nên quán thọ tưởng hành thức như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa. Nói rộng cho đến, nên quán trí nhất thiết trí như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa. Lại nữa, nảy thiện hiện, các đại bồ tát, nên quán vô minh duyên hành như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa. Nên quán hành duyên thức như hư không vô tận, để phát sanh bát nhã ba la mật đa nên quán thức duyên danh sắc như hư không vô tận để phát sanh bát nhã ba la mật đa nên quán danh sắc duyên lục xứ như hư không vô tận để phát sanh bát nhã ba la mật đa nên quán lục xứ duyên xúc như hư không vô tận để phát sanh bát nhã ba la mật đa nên quán xúc duyên thọ như hư không vô tận để phát sanh bát nhã ba la mật đa nên quán thọ duyên ái như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa nên quán ái duyên thủ như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa nên quán thủ duyên hữu như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa nên quán hữu duyên sanh như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa nên quán sanh duyên lão tử sầu than khổ yêu não như hư không vô tận để phát sanh bát nhã bà la mật đa thiện hiện nên biết các đại bồ tát phát sanh bát nhã bà làm mật đa như vậy thiện hiện nên biết các đại bồ tát quán sát 12 duyên khỏi xa lìa nhị biên đó là diệu quán bất động của chúng đại bồ tát ấy